À các chiến hữu, vừa rồi thì bản cập nhật mới mình có sự kiện là sự kiện STX gọi là họp sinh ha. Thì cũng nhiều anh em hỏi mình là làm sao làm cái sự kiện này. Thì mình sẽ chỉ luôn, thì anh em có thể đi tới chỗ này rồi anh em tới mắt quả bóng thỏ ấy, rồi biến thành con thỏ nhá. Bây giờ mình đi mình lăn vô người này, đấy nó sẽ được random là một cái trứng đỏ và một trứng xanh. Thì bình thường là anh em lăn nó kiểu nó random thôi, hay xui. Thường là anh sẽ ra trứng xanh nhiều hơn là trứng đỏ. Và một ngày thì anh em lăn như thế này thì được tấu ra được 10 cái trứng xanh và 3 cái trứng đỏ nhá. Ok, đây mình lăn này, giờ mình lăn. Mình lăn quanh người thôi. Đấy, nó được trứng xanh nhiều chứ sợ. 5 cái rồi nè. 6, 7 tông nhau cũng được nha, đó tông nhau cũng ra trứng này. Nhìn tiếu vậy. Ok, được 9 trứng rồi nè. Rồi, được full 3 trứng đỏ rồi nè. Rồi, đủ rồi đấy. Lăn thêm vài cái. Rồi. Chắc lăn được vài cái nó sẽ ra tự mất hình. Cái này mình vẫn, nhưng mà lăn anh em phải tông của người khác nữa kia thì nó mới ra cái trứng đỏ và trứng xanh nha anh em. Chứ lăn không thì nó không có ra đâu. Đấy. Lan chập là anh em cũng tự mất hình rồi. Rồi bây giờ anh em được 3 cái trứng đỏ thì anh em vô đây này đó, sờ vô cái trứng này, tương tác mấy cái trứng này và nút E thì nó sẽ gacha random ra những cái vật phẩm cho anh em. Còn cái pool vật phẩm tức là cái nó ra vật phẩm gì thì mình sẽ cho anh em coi sau. Đấy, xong cái này mình sẽ ra ngồi để cho anh em xem. Nó chả ra cái gì. Ủa, họ bấm kiểu cái trứng rồi. Trời ơi, mong kiểu lăn tạo ra cái gì nè. Trời ơi, đâu bà có lấy gì không mà. Trời ơi, đang quá vậy. Cái con thỏ này. Cái STX này thì cái sinh này thì mừng gốc bay phương Tây thôi. Ok, giờ mình vô xem lại đây. Đây là cái pool quay và những phần thử trong event thọc sinh này này. Đấy, ngày anh em có thể vừa làm event trong game là hoàn thành nhiệm vụ được 30 trứng và quả chạm được 10 trứng nữa là 40 trứng xanh đấy. Đây là cái pool. Đồ đẹp phái. Đấy, đồ vàng này. Anh em quay ra được mấy hồn này ngon. Có cả cái tai thỏ và đuôi thỏ của Matari này, đẹp ha. À, bên này thì được mấy cái hồn gacha này. Đấy. Đẹp phết. Bên này thì đồ tím. Rồi anh em có thể chọn một trong những món đồ ở trong này. Nhưng mà ngon nhất là này. Đấy. Và đây nữa. Đẹp ha. Quá đẹp. Còn đây là những đồ mà anh em đã quay ra được. Cày đắng thế, khó được đây. À còn cái sự kiện này nó giảm giá rất là nhiều cái item liên quan tới phục sinh nha. Đây, anh em sẽ xem này, mình chép bên cái feature này, voice shop chép bên feature. À con robot này, robot biến hình của con thẩm diệu này. À, ấy, đẹp quá. Này là cái sơn trong robot. Màu đẹp ha, giống ông Diva bên Overwatch. Giống mét của Diva bên Overwatch lắm á. À, đây là đồ của con búp lỏ nè. Đẹp ha, những cái đồ mà có lông tơ, lông đồ giống thỏ học sinh đấy. Thì Naraka nó sẽ giảm giá cho anh em. À, đồ Viper này, bộ Viper bộ nhảy này đẹp ha. Dài. À, quỷ. Ủa, vua Chan được giảm nhiều vậy? Ủa, vua Chan được 3 bộ luôn này. À, chắc là vì ổng mới vô trong PvE đấy. Vũ khí, à, đây cả cái da móc này nè. Da móc này thì mình có rồi, da móc sắp. Da móc lăng này, da móc lăng này dễ thương đây nè. 2.400 là tầm 500k đấy. Nó giảm giá là còn 500k đó. Cũng đẹp. Tai thỏ, con thỏ này, liên quan tục sinh luôn. Cái tai nghe của con Feriasen này. Tai nghe Razer luôn á, anh em nào thắc mắc tai nghe là Razer luôn. Y nó lấy cái mẫu, cái mô đồ của tai nghe Razer luôn. À, cái đuôi của Feriasen. Đẹp ha, đấy, dần nữa thôi. Không, cái này. Cái chân hoa anh. Cái chân hoa anh. Item 4. Ok, bên này thì 3.000 vàng tầm 550, 59 gì đó nè. Ok, chắc xong video rồi đấy. Cảm ơn em đã theo dõi nha. See ya.